Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình ghé nhà nông cơ Hưng Thịnh. Chào anh. Trái bắp luộc rất là ngon. Dạ. Xin chào Hải. Dạ, chào anh. Hồi nãy ăn trái bắp luộc ngon quá. Sao? Dạ. Em có hay ăn bắp không? Có, bắp này ngon chứ. Ý cũng do anh em có thật có giật được đạo đúng không? Anh ăn đâu hay làm. Dạ. Vậy, hôm nay giới thiệu cho mình với lại khán giả những cái chiếc xe máy cày nào. Dạ, mới về. Hôm nay mới về một cặp xe này như xe thùng luôn anh, đẹp cực kỳ. Vậy anh cái này xe mới hay là xe cũ vậy? Nó giống như là xe thùng luôn anh, nước ngoài mới chạy giống như là mới có mấy trăm giờ anh nhập về luôn á. Dạ. Quá đẹp ha. Lùng xe này thì cái giá của nó tầm khoảng bao nhiêu tiền để bà con biết người ta còn kiếm tiền người ta mua? Nói chung thì trên 200 hay là dưới 200? Nói chung trên 200 tí anh. Trên 200 tí hả? Nhưng tí là tí vậy nè. Đúng rồi, tí là chuột á. Tí á, trầm tí đúng không? Cái dạ. Thì con này nó bao nhiêu mã lực? Con này nó là trên 90 HP nè. Hả? Con này nó đúng nó là gần cái 100 HP á. 90 HP. Dạ đúng rồi. Mà nhưng mà mình á, không cái chỗ này anh em mình vừa quay phim vừa nói chuyện với khán giả không biết có phiền lòng gì không? Dạ. Chứ như theo mình á, ví dụ như máy cày này nó là của Hàn Quốc đúng không? Đúng rồi. Mà nó y chang của Nhật luôn đúng không? Y chang của đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà nếu mà với một cái giá thành mà ví dụ như trên 200 một chút thì tính ra nó rẻ hơn của Bù Tai nhiều. Đúng rồi anh, đúng rồi. Nó rẻ hơn của Bù Tai. Đúng rồi, nếu bây giờ mà anh mua xe mới được không giờ hàng tỷ mấy. Thì đúng không? Không, ý mình nói về cái hàng cũ đi. Hàng cũ không? Đúng rồi anh. Là nó còn rẻ hơn của hàng của Bù Tai. Đúng rồi anh. Thì đúng thí dụ như này là nó đời khoảng bao nhiêu? Con này á, con này đời trên 20 mấy không á? Hả? 20 trên 25 không á? Không. Dạ đúng rồi. Là đời mới á. Đời mới vậy anh, đúng rồi. Mà được cái là sướng, nó xài toàn bộ cơ hết nha. Cơ hết. Ủa mấy con này có bình không vậy? Có anh. Có gắn bình chưa? Có, như có. Hả? Có chưa? Có. Bây giờ mình có thể lên mình nổ máy con cho bà con xem để được. Được được anh, ok. Nổ máy trước đi cái nè. Ấy, rớt dép. Vô sợi dây xe. Trời ơi. Wow, đã ha. Nhích tới ra rồi ve lại. Quá em. Thôi về đi. Quá đẹp các bạn. Quá em luôn. Đồng cơ quá em. Không biết mình sử dụng micro, không biết rồi âm thanh nó sao ha. Nhưng mà ở ngoài đây thì mình nghe nó êm lắm. Thường thường mic có nhiều khi nó mic của mình là mic tăng âm, có nhiều khi tiếng nó lại không có êm. Quá đã. Đạp côn tới không? Tới với tới chứ. À. Xe này thiết kế mà nó có chiều cao với cân nặng rồi luôn rồi. Sao anh cứ đụng chiều cao ngoài ta? Các chiều hả? Cái mâm này mình sơn hả? Trời, coi lại anh, coi lại. Cái vỏ này mình thay phải không? Dạ, trời ơi. Theo xe, vỏ trước nó vỏ mấy vậy? Vỏ trước nó là như nó là 11-24 anh. 11-24. Ồ, 11 là bằng với lại cái vỏ xe của thằng Hyundai Ben rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 11-12, 11 Hyundai 97. Dạ. Hồi xưa anh xài 97, còn vỏ sao mấy? Sao như là 13-38 sao anh? Đúng rồi nè. Mấy? 13-38 anh. 13-38, 38. Vỏ này thay chưa? Chưa anh, theo xe nó luôn á, của nó luôn á. Nguyên zin hả? Dạ. Này nó xài hộp rời ta. Cái này số của nó mà số ủa nó cơ luôn hả ta? Cơ mà anh đó, số, nó cơ số, mà. Số sới số cơ luôn. Dạ ta. đúng rồi. Vậy mà cứ tưởng số nhớt không chứ. Cơ hết không? Cơ. Thế ra cơ. Đúng rồi đó. Này xài cơ ta. Dạ. Ủa này sao xài cơ không vậy ta? Đùi đếp, đồ cặp bánh đồ này nọ đẹp ha. Dạ.
đùi đồ đẹp ha, đồng gánh đồng viết đồ hết ý ha, 90 mã lực mà. À, nó to mà nó đẹp ha, da nhựa hả, đúng rồi à. Anh vô nội thất anh ghiền luôn á à. À, yeah. Có lót sàn mà như ô tô. Chà, cái ghế nó đẹp ha. Dạ. Toàn số cơ không ta? Con này chạy được bao nhiêu giờ rồi? Toàn cơ không ta? Để em quay lên tranh ta luôn, mấy trăm giờ rồi. Thôi, mấy trăm hả? Ờ, cái này 500 giờ rồi. Mấy? 500 giờ rồi. Còn khán giả họ tới đây, họ mua xe, họ còn coi nữa mà. Dạ. Cho đúng số. Dạ. Mấy trăm? Dạ, con này với 500 giờ hả? À, vậy hả? Nói chung anh quay cái mâm cái lớp là anh mình hình dung chất lượng cái xe rồi đúng không? À, cái lớp à. À, đó anh quay là biết rồi, dựng ngó cái mâm cái này là mình nhìn là mình biết rồi. À, con này sơn mâm lại chưa? Trời ơi, hả? Rin. Con này là, ủa con này sao 90, sao size lớn ta? À. Đây nè, mình nhìn hai chiếc xe mà. Đúng rồi. Giữa hai con. À đúng rồi. 90 này là 90 NC nha. 902NC là cái đời. Nhưng mà cái đời này là 902C, dạ. C là nó lớn hơn. Không, được trước thì sao thôi. Không phải. C là cái bảng nó lớn hơn. À. NC là bảng nó nhỏ hơn. Dạ. Chứ không phải là nó đời trước đời sau. Ừ. Cái dè rồi nó khác mà. Đúng rồi. Dè đâu khác đâu, đọc thông số lớp coi. Thông số lớp của con này coi. Lớp con này là à. Trước nó là 13-24. À? 13-24. 13-24 lớn này hai số thấy không? Bên này 11 mấy. Đó, này 11-24. Rõ sao nó như là 18-34. 18-34. Đúng rồi. Ồ, thấy không? Nó khác hẳn luôn mà. Con này với con kia giá nó có chênh lệch nhau không? Anh xem nhau à? Hả? Nghe xem giá nhau à? Ờ, à, chênh lệch ít à. Quá đẹp. Cá bin con này đẹp không? Y chang kia luôn anh. Hả? Con này con nào cũng đẹp. Y chang. Ừ. Dạ. Đồ nó mới ha. Tình trạng chết ơi, động cơ của nó xài lại động cơ hàng xịn đó, đúng rồi, bật kinh đó, bật kinh 2156-2002 rồi tua anh đó, cái bật kinh của anh Quốc luôn kìa, Made in England luôn mà. Dạ đúng rồi, động cơ của bật kinh lại dầu chạy lá à, nó cũng cơ hết ha, à. Y chang nhau ha, à. Có dàn loa đồ này nọ, size này nó to, nó cao hẳn một khúc luôn á. Đúng rồi. Đây nè, bật tắt lo lên thử cái đèn cho anh coi chạy mấy trăm giờ cho biết luôn. À vậy hả? Tử. Đâu? Đâu thấy đèn đâu? À cái đèn cứ bên này. À vậy hả? Con này cũng mấy trăm giờ rồi. À cũng mấy trăm hả? Dạ. Nhìn nó hớt cái đẹp ghê không? Ừ. À. Ghế đồ khác. Ừ. Chào, 0961 796801. Đức nè, nó cũng lớn hơn ha. Hình nó không lớn hết ha. Lớn hơn con kia. Xác đồ lớn hết. Chiếc này giờ mấy trăm? Mấy trăm? Trên hàng bố, số à. À, ồ, 88 rồi, tiếp con nào nữa? Rồi, à, trước anh, mới về cặp này nữa. Trước đi. Cặp John Deere. Cặp John Deere. Cái này sơn chưa? Sơn tặng xe luôn á. Thấy không? Trời ơi, nhìn nè. 16, 9, trên 14, 34. Bridgestone. Đằng này Michelin. Nước sơn rin luôn. À, 13-6-24. Dạ. Cái cặp xe này nó đặc biệt nha anh. Cái cặp xe John Deere đời này là đặc biệt nha anh. Đặc biệt như thế nào? Tức là đời này nó 80 mấy HP rồi nha. Mấy? 87 HP rồi nha. 87 nữa. Ừ, đúng rồi. Ôi, văn ma ta. Đúng rồi, nó liên kết đó. Liên kết anh.
này bơm dầu nó bơm máy luôn, nó không có bơm tay. Đúng rồi, bơm máy luôn, mình đề là tự nó bơm luôn. John Deere. Hai đời nhìn nó đặc biệt không, quay từ hệ thống cầu là tao biết liền không, đời rất đặc biệt. À, hay à. Này mới sơn hả? Đâu có, sáng rửa xịt dầu á, xịt rửa xe. Không nhờ rửa. Xịt lên là nhìn nó bóng ngáo đẹp ha. À, em này nữa. À. Em này không xịt hả? Không, em này chưa xịt. Em này là con này 2040. Ừ. Con này cũng 2040 mà size vỏ này lại lớn hơn. Ra nữa cao, ra nữa cao. 13-6-24 rồi. 13 hết luôn, cũng 13 luôn. Cũng 13 hả? Không, 13 hết nè. Thì à? Đâu? Hả? À, cái đứt nào mình nó lúng mình nhìn thấy ha, cũng như ra 13-6-24 mà này 10, à, cũng 13-6-24 13 hết á, em tự mình nói cái nhìn nó tự ra nó cao xíu hơn. Trời. Nghe điện thoại đi. Sao nãy mình câu chuyện tới đâu rồi anh nghe điện thoại rồi? À, câu chuyện nó giỏi như nhau rồi, anh nhìn nó là cái này cái cao cái thấp. À, vậy thôi. Bả vỏ thì nó như nhau, sao kỳ ta? Phải đây nè. Rõ ràng thấy không, cái thang cao cái thấp. Sao tự cái này là của như là Michelin nè, còn thằng này là của BKT nè, như hai cái nó khác nhau xíu. Nó nhìn 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 đầu cao thấy như nhau, tự mình đảo giác nha, chứ nó trên chút xíu. À, vậy hả? À. Rồi. Cặp này cũng vậy đó, cặp này là hàng nha. Ha. Rồi. Cặp này là nó 80 mấy HP rồi nha, nó phiên bản đặc biệt hai con này. À. Dạ. Như có chiếc nào có bình không? Không có hả? À? Hình như có chiếc này. Tao nổ máy cái thử coi, như như cái dòng này á, hiện tại giờ á 8 mấy HP mà John Deere về giá của nó nằm tầm khoảng bao nhiêu? Dưới 300 anh, dưới 300. Dưới 300 hả? Đúng rồi. Đi xuống đó. Đã ha. Dạ. 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 Chạy nó đã lắm. Như châu dài á. Bao nhiêu HP nè, hồi nãy nói nhiêu? Con này 87 HP anh. 87 HP. Đúng rồi. Dưới 300. Đúng rồi. Thì cái thằng kia đời mới. Đời mới hơn mà có trên 200. Dạ. Ồ. Ủa John Deere giá nó cũng cao dữ vậy hả ta? Đúng rồi anh. Anh tưởng cái thứ xanh xanh nó rẻ lắm chứ. Ừ, đâu có đâu. À, đâu đâu. Có loại xanh xanh rẻ mà. Xanh xanh rẻ là xe cầu. Không. À, mà trong các dòng hình như anh tẹt Nasona nó rẻ hơn đúng không? Rẻ đúng nhất rồi. Mà. Đúng rồi, cái dòng đó nó bình dân hơn. Đó với đường cao đó, nó bình dân. Lý do nó rẻ? Không có chỗ, nó bình dân anh. À, ừ, tao không chỗ. À, hai con này giá sao cũng ngang ngang nhau à? Ngang nhau anh, nghe xe rất ngang nhau à. À vậy hả? Dạ. Giá cũng ngang nhau. Rồi giờ giới thiệu tới con nào nữa? Con này nó mới về nữa. Con nào? 6950 với Kuta 4202 anh. Hai chiếc này mới về. Dạ. Hả? À. Con này là 4202. Vỏ Bridgestone. Dạ đúng rồi. Vỏ sau là 1326. 1326. Dạ. 1326 bằng vỏ trước con kia. Con kia 1324. 1324. Đúng rồi, nó gần bằng vô sau con này, con đó vô trước bằng. Cái mâm nó nhỏ hơn thôi. Đúng rồi. Nó gần bằng luôn á. À, đúng rồi. Vỏ trước là 1818. Dạ. À, Kubota L4202. Dạ đúng rồi. Con này giá nó nằm tầm khoảng nhiêu? Con này dưới 160. Dưới 160. Dạ. À. Trên 200, dưới 300, dưới 160. À. À, mâm đồ mình sơn lại chưa? Trời ơi, nguyên bản anh nhìn kỹ nguyên bản hết à, nha. Đó. Nguyên viên luôn hả? Nguyên viên hết nha, vỏ. Cái này tay lái nó có trợ lực không? Có, dòng này có trợ lực anh. À? Dòng này có trợ lực. Cái đời Kuta này nó có là đời cao hay đời thấp? Dạ nó cũng cao rồi đó, nó chỉ còn dưới đời L1 nữa là hết rồi. L là cao rồi hả? Đúng rồi. À, con này chạy được khoảng nhiêu giờ? 1044 mấy giờ. Rồi, dạ. Nhưng mấy con kia chạy nhiều chưa ta? Cũng nghe, vậy đây chạy cũng có ngàn mấy hai ngàn à. Mà sao nó chạy ít dữ vậy?
cái đó qua Nhật họ em xe đó nó đẹp quá. Dạ. Giờ dạo này về toàn xe mới không nha. Dạ dạ. Toàn xe mới đẹp không nha. Dạ đó. Tại cái này anh em chuẩn bị vô mùa lúa là anh xới đi xới là phải trụ dòng này lắm. À. Cái này ta thì còn riêng hết luôn đẹp. Cái này có bình không? Có con. Nổ được không? Được được. Trời ơi hỏi buồn ghê xe hỏi nổ được không? Hả? À. Hỏi buồn ghê xe mới nổ được biết chứ. Đâu. Biết nổ biết không? Em cũng không biết nổ không nữa. Hả? À. Em cũng biết nổ được không nữa. Xăm mình đi. Ô mà quá nổ nổ. Con ha. Ừ. Ừ. Đó. Đi luôn chồng em. Hả? Gì vậy? Hết dầu hết dầu. Gần hết dầu. Sao vậy? Hết dầu. Nổ nổ tiếng rồi. Để chấm dầu đi đã. Hết dầu à. Gần hết dầu. À. Vậy cho nó hết luôn. Con này mà giá dưới 160 rẻ đấy. Dạ. Giá dưới 160 rẻ đấy. Dạ. Ok đấy. Dạ. Rồi một con con 6.900 là 70 mã lực. Dạ đúng rồi. Con này sơn lại nhiều quá ta. Hả? Sơn lại nhiều quá ta. Mâm trước này thì nó sơn lại đâu bên Nhật nè. Đúng rồi, sơn luôn rồi. Bên kia nói chung hai con này nước sơn của nó tự Nhật về mà mình nghĩ chắc nó có lẽ là nó quất quất anh nó lọt á, à, để nó lọt á. Anh nghe nghe điện thoại. Rồi mình quay tới đâu rồi ta? Thì con này anh. Cái con này thì bản thân anh thấy là sơn lại hơi nhiều nha. Như cái này là có vẻ là nước sơn riêng không? Trong cái mâm nè, cái giá nó phủ sơ lại anh. Ừ. Có phủ quá. Ừ. Cái này hình như không phủ em ơi. Dạ đúng rồi. Đây mình phủ hay bên đó phủ? Hả? Bên đó phủ hay mình phủ? Mình phủ, mình phủ xíu anh. Mình phủ anh, mình phủ sao đẹp như riêng vậy? Đẹp dữ vậy. Ừ. Thằng nào phủ đẹp dữ vậy. Không, cái thằng công nó về làm cho mình, bắt nó làm cho mình. Công nó nhập công nó bắt làm cho mình. Làm đẹp quá ha. Dạ. Ở cái mình này hình như cũng có phủ sơ nè. Đúng rồi, tự giờ nó kêu là nó đăng kiểm nó khó nó phải làm hết. Đăng kiểm phải làm lại trước. Đúng rồi, đúng rồi, cho nó ra nó hoàn chỉnh á. À, cho nó mới ấy nhưng mà đúng nó rồi. Làm rất đẹp nha. Dạ đúng rồi. Làm rất là đẹp luôn. Non lành chành đào về mình phủi lại bán thôi đúng không? Dạ, dạ, thì xài cái giá rồi. Con này á 80 mã sao 70 mã lực thì cô ta rồi mình nó phủ phủ về thì mình bán khoảng nhiêu? Cũng trên này 2 tỷ anh. À, trên này 2 tỷ anh. À trên hàng 2 tỷ 70 mã lực chứ không phải giỡn nha. Đúng rồi, máy đúng rồi. Còn ngon không? Chất lắm á. Hả? À, chất lắm á. Bao ngon không? Xe của Nhật thì nói chung động cơ nó ít khi nào mà ít khi nào mà nó không ngon hết. Đúng rằng này nó có cabin mà bị bể hết kiến ha. Đúng rồi, sửa về cabin đó. Đúng rồi. À, thằng này không phải. Cabin của nó. Cabin của nó dạng này là nó để nó lấy gió. Đúng rồi. Không phải kiến. Nó lấy cái gió. Cái này lẽ muốn làm cửa làm cabin này nó rồi. Không xài máy lạnh có cặp loa VN đẹp quá, ngon quá. VN. VN hàng xịn luôn á. Đó. Hàng Nhật luôn á. Cái đó bắt vô xe hơi đánh ngon. Ừ. Em à, chạy được nhiêu giờ rồi hót anh? À 1.700 giờ. Đâu giờ em nổ máy lên chạy thử cái này cơ hết chứ. Cơ cơ đây này cơ rồi. Okay.
nhanh quá khói. Na nhỏ với khói với anh lên ngút à. Ừ. Thôi, em ơi. Thôi không con nào. Thôi quay nước cho mấy con trăm nữa anh. Tắm ba à. Nguyên dọc con trăm nữa. Ủa thằng nào vậy? Khách hàng mà ta có gì mà. À. Khách hàng ta có gì mà. Rồi. Con này đánh tẹt nè. Ừ, mấy con này rẻ luôn nó rồi. À. Cửa nó rồi, con này mấy chục à. Mấy chục à? Ừ, con cầu à. À. Con cầu à. À, mấy chục triệu. Bao nhiêu mã lực? 444. 44 mã lực. À, mấy chục triệu đúng rồi. Đánh tẹt nó xong 2 lực. Dạ, đúng rồi. Con này. Này pho. Trùm lại hết vậy ta? Ừ, 660. Xong dán tem vô. Dạ vừa dán nguyên ken nguyên kiện. À full luôn. Nhớ à. Con 6600 cần vàng vỏ nó nhìn đã quá. À, ừ. 660 anh, đúng rồi. Nhớ con 6600 này thì giá nó nằm tầm khoảng gì? Cũng trên hàng 2. À trên hàng 2 tí. À. Em... Là nó bao nhiêu mã lực? 90 à. Con này hả? Đúng rồi, 70 80 á. À. Đúng rồi. Vỏ nó 18 luôn. 18434 luôn. Dạ. 534. Dạ. Bút xe. Không biết số. À đấy chứ. Thì dọn lại hết. Ta sơn lại. Dạ. Sơn lại nguyên con. Như đập thùng luôn ha. À, như đập thùng luôn. Thằng thùng. Dạ, vậy đó. Cái này em tẹt à? Đúng không? Một cầu hai cầu. Một cầu một cầu. Cũng mấy chục hả? Đúng rồi, mấy con này mấy chục mấy chục không à. Bao nhiêu mã lực? Con này 65 ngựa. 65 ngựa. Dạ. Mấy chục triệu. Dạ. Vài chục hả? Đúng rồi. Con này pho 3000. Cũng có mấy chục. Cũng mấy chục à. Một cầu nó nhẹ mà. Dạ dạ. À, tiếp con nào nữa? À, dọc quanh cá là mấy con này 7940, Isuki 9000. À 7940 hai cầu. Dạ. Isuki 9000 hai cầu. Dạ. Rồi 8340. Shibora 83 HP. Dạ. Hai cầu. Dạ. À 4204 cá quên John Deere 200 quay rồi quay rồi. À quay rồi. À. Quay rồi. Dạ quá không? Dạ quá không? Rồi giao tiếp. Hino Moto 394. Còn hơi bị đẹp luôn anh. Đẹp trời. Quá. Nước sơn riêng luôn nè. Ờ. Rinh hết nè. Đó. Rinh hết luôn. Bóng lưỡng không? Bóng lưỡng luôn. Y như BD luôn. Đó. Rinh hết luôn. Con này thì giá nó nằm tầm khoảng gì? Trên trăm tí à. Trên trăm tí hả? Ừ. Trăm mốt hả? Không biết cái trên trăm tí rồi anh. Trăm là được lắm. Ừ anh em chứ 158 giờ đang dọn nè. Sao nó đang chưa đắp yên hả? Đúng rồi, chưa đắp yên thôi. Đúng rồi. Đây đây đó 851. 851 nè. Dạ. Là 85 mã lực á. Đúng rồi. Rồi Isuki 885. Isuki bao nhiêu? 885 mã lực. Hàng dạ. Dữ á. Dạ. Nước sơn green hết. Rồi cáp in tẹp National. Dạ 885 luôn. 88 mã lực luôn hả? Thôi 88 mã lực luôn hả? Mạch xây 3080. 3080 anh. Con này quá tuyệt vời luôn mà. Ai có tiền mua con này thôi. Đẹp anh ha. Đó mà chưa ai hỏi rồi. Quá đẹp. Đó, quá đẹp. Thằng đấu giá. Dạ. Chắc mắc quá. Không có mắc nhiều tiền quá nha, đừng nói mắc quá. Không bình thường anh đâu mắc cái đâu. Hả? Mắc cái đâu. À, chắc hả? Nhiều tiền quá. Hả? Gieo dài chưa? Rồi nhưng mà để xong hết cái đám này luôn. Rồi luôn ạ. Rồi. Kubota 7000. 7000. Đây lấy chợ rồi. Dạ. À. Đó giá luôn. Giá luôn. Đó giá thôi. Này là 394 đẹp không? Mắt xay. Ok. 394. À. À, con này quá đẹp ha. Dạ. Lùng lùng có vỏ không? Hả? À. Lùng lùng có vỏ không? Ừ. Nhỏ nhỏ cha cực kỳ. Cũng cực kỳ. Nhỏ mà có vỏ. Dạ. Dòng mai 905. F905 hả? Dạ đúng rồi. Rồi siêu ra V80. Rồi hết. Dạ. Rồi xong. Thôi. Hả? Rồi, chương trình đến đây là kết thúc. Xin dạ. Thân ái, à, mến chào các em đầu tuần lắng nha. Ờ, ở gì anh em cứ liên hệ. Rồi. Giờ nè.